Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ghi chú: 1. Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà, kể: Năm 1931, lúc xảy ra biến cố 918, tôi mới có 7-8 tuổi. Cha tôi cho tôi một tờ họa hình của thánh nhân. Tôi cũng không biết là ai, nhưng mỗi ngày tôi đều thắp hương lễ bái, vì khói đen của đèn dầu đậu nành khiến cho bức hình cũng đen theo. Một ngày nọ, hòa thượng tới nhà tôi, nói đó là hình của Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo tôi đem hình đó xuống, ngài đốt rồi đem tro đi. Lần sau khi ngài tới, ngài cho tôi một tượng đồng nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc đó vì không hiểu Phật Pháp nên tôi đem cá ngon, thịt ngon cúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau hòa thượng dạy tôi phải cúng đồ chay. Tôi có đứa cháu gái là con của ông anh họ, tên là Tiểu Ngân, lúc đó được 7 tuổi. Ngày kia có một con ngựa nổi trứng nhảy qua đầu cháu, dù không dẫm trúng cháu một chỗ nào, nhưng cháu lại sanh bệnh. Hễ cháu vừa nằm ngủ là muốn thức dậy, leo lên cây, trèo lên cột. Người trong nhà phải đè giữ cháu lại, gây náo động cả đêm. Mỗi đêm họ đều giằng co với cháu như vậy, khiến cả nhà không ai ngủ được. Anh họ tôi bèn mời hòa thượng đến nhà. Hòa thượng lưu lại nơi đó 2 đêm, và cô cháu Tiểu Ngân cũng lành bệnh luôn. Khi cô được 17-18 tuổi, cô lại trở bệnh. Bởi vì cô đã lớn rồi nên lúc bị nhập, cô trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lúc bấy giờ hòa thượng đã đi rồi. Có một đêm, anh họ tôi mộng thấy hòa thượng bảo: "Hãy cho cô ta uống nước muối." Ông anh liền lấy muối bỏ vào miệng cô ta, rồi rót thêm một chút nước. Thế là cô ta được lành bệnh. Trong làng của chúng tôi có một bé gái tên Lý Phụng Lan. Sáng nào thức dậy, em cũng đều rên la nhức đầu, nhức đến nỗi em phải lăn nhào dưới đất và nói với cha mẹ em rằng: "Cha lạy đi, mẹ lạy đi." Cha mẹ em bèn cúi đầu lại thì em không còn nhức đầu nữa. Người ngoài vào nhà em cũng la lên: "Ông lạy đi, bà lạy đi." Nếu họ không lạy là em lăn lộn ở dưới đất. Mọi người chỉ có nước là phải lạy em thôi. Có lúc người ta nói với em: "Cháu mập rồi đó." Em đáp: "Mập rồi sao?" Em bèn cắn cánh tay mình nói: "Ốm, ốm, ốm." Em liền gầy ốm đi. Nếu có người nói với em: "Cháu ốm rồi đấy." Em đáp: "Ốm rồi sao?" Rồi cũng cắn cái tay mình nói: "Mập, mập, mập." Thế là em mập ra. Tôi kể như vậy chắc các vị nói làm như chuyện giỡn chơi không bằng, nhưng sự thật là vậy. Bởi vì chuyện xảy ra giữa ban ngày nên người ta mới không cảm thấy sợ sệt. Cha của em bèn thỉnh sư phụ tới xem bệnh. Sư phụ ở đó 2 ngày thì bệnh của con gái ông cũng lành hẳn. Tôi có người chị họ, chị không biết chữ. Trước khi lập gia đình, chị ăn chay tu hành. Mỗi năm nhà chị mời người lên đồng lên bóng 2 lần để hỏi mọi chuyện. Chị thường đi khắp nơi khuyên người bố thí làm lành. Chị cho tôi rất nhiều thiện thư, sách hay. Trong số đó có một cuốn gọi là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Tôi không biết chữ, nhưng vì phân nửa sách là hình vẽ, phân nửa là chữ, nên tôi luôn mang nó trong người. Mỗi lần hòa thượng tới nhà, tôi có báu vật gì đều đem khoe với hòa thượng. Lần đó tôi lấy cuốn sách Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn ra cho ngài xem. Hòa thượng nói ngài cũng có một cuốn y như vậy. Lần sau đến, ngài đem cuốn sách đó tới, tôi đối chiếu thì thấy 2 cuốn giống y như nhau. Hòa thượng còn dạy cho tôi và cô Dương Mộ Thuần một bài Thủ Nhãn Ngũ Sắc Tuyến Thủ Nhãn, Quyến Tác Thủ. Hòa thượng còn dạy cho chúng tôi cách thắt dây 5 màu ngũ sắc tuyến nữa. Dương Mộ Thuần không có sách, cô lấy giấy in trên sách của tôi rồi đồ lại và làm thành một cuốn sách giống như vậy. Về sau, tôi nói với hòa thượng là tôi muốn xuất gia. Hòa thượng chấp nhận.
Mẹ tôi cũng không nói gì. Tôi nói với Dương Mộ Thuần chuyện này. Cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mẹ cô ta sau cùng cũng đồng ý cho cô xuất gia. Sau đó chúng tôi tới chùa Tam Duyên xin hòa thượng xuất gia. Sau khi ưng thuận xong, hòa thượng bèn đem giải ra nhờ người ta may áo tràng cho chúng tôi. Bởi vì không có đo kích thước nên áo tràng may quá rộng không thể mặc. Nhưng không mặc cũng không được. Hòa thượng không có cho chúng tôi y cà sa. Lúc đó hòa thượng cũng không có cà sa. Hòa thượng xuống tóc cho chúng tôi, đặt tên tôi là Quả Trí Hằng Huệ. Dương Mộ Thuần là Quả Hỷ Hằng Duyệt. Bởi vì Tam Duyên Tự là chùa Tăng nên ni chúng không ở được. Hòa thượng lại đích thân gửi chúng tôi đến chùa Địa Tạng ở thành phố Ha Bin. Chúng tôi ở đó được nửa năm cũng không gặp hòa thượng. Một ngày nọ, tôi cùng cô Dương Mộ Thuần chạy về chùa Tam Duyên tìm hòa thượng. Lúc đó hòa thượng không có ở chùa, chỉ có 3 người già đang nấu cơm ở đó. Chúng tôi hỏi gì họ cũng nói không biết. Chúng tôi ở chùa Địa Tạng chưa tới vài tháng, bắt đầu có nạn giặc cướp nổi loạn. Vị trụ trì nói chúng ta phải giải tán, ai đi đường nấy. Sau đó tôi lại đến chùa Pháp Hoa, nhưng không đầy một năm là Bát Lộ Quân đến và đuổi toàn bộ chúng tôi đi. Lúc đó tôi ở Ha Bin. Vì Bát Lộ Quân đến nên khi ra vào đều cần phải có giấy phép thông hành. Lúc đó cô Dương Mộ Thuần dời đến một nơi hẻo lánh. Ở đó tuy có trạm gác của Bát Lộ Quân nhưng không cần phải trình giấy thông hành, cho nên hòa thượng mới đến nhà cô ta được. Nhưng hòa thượng không vào nhà mà bảo đệ tử vào nói là ngài phải ra đi. Lúc đó hòa thượng đứng đợi ở ngoài sân cách xa nhà cô ta một khoảng. Vì có Bát Lộ Quân đứng gác nên hòa thượng không tiện vô nhà. Cô Dương Mộ Thuần không ra ngoài, cũng không nói chuyện với hòa thượng. Năm 1993, tôi nhận được thơ của hòa thượng. Ngài muốn tôi đến nước Mỹ, còn bảo tôi đi tìm Dương Mộ Thuần. Tôi tìm cô mới thuật lại tự sự cho tôi nghe. Lúc bấy giờ, vừa nghe cô kể như vậy, tôi bèn trách móc cô rằng chị biết là sư phụ phải đi, tại sao chị không ra gặp sư phụ? Cũng không cho sư phụ chút tiền. Chị thì không có tiền rồi, nhưng cũng nên hỏi anh của chị hay cha của chị cho một chút ít. Nhà cô ta giàu có so với nhà tôi nhiều. Tôi mắng nhiếc một hồi đến nỗi cô phải khóc, chắc là vì hối hận. Hòa thượng lại gửi tiền lộ hành tới, bảo tôi kiếm cô ta để cùng nhau đi qua Mỹ. Nhưng vì cô không xin được giấy tờ nhập cảnh nên không đi được. Ha ha ha, 问什么的说呵。